Như bây giờ ví dụ con ở đâu có người biết thì con về với mẹ, chứ mẹ không yên lòng ngủ không được. Dạ rồi con xin phép chào cô chú nhá. Dạ hôm nay thì ngày mùng 6 Tết thì đầu xuân năm mới con kính chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn được bình an. Hôm nay cô chú về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Tìm dùm thằng con Tìm con. Cô chú quê ở đâu? quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Vậy là cô chú từ Đồng Tháp về Bình Dương. Rồi. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Tôi tên Trần Văn Bé. Chú bé ha. Còn cô? Cô là Châu Thị Sang. Hai cô chú là hai vợ chồng đúng không Đúng ạ? rồi. Chú có thể chia sẻ cụ thể câu chuyện của chú tìm con cho tất cả cô chú chị trên cộng đồng mạng được biết. Con tôi nó bị tâm thần nhẹ, rồi tự động lâu lâu bỏ nhà đi, nhưng mà chuyến này đi sao lâu quá không có về. Thành ra chúng tôi lên nhà chú Hải này tìm giúp. Con của chú tên là gì? Trần Thanh Trí. Anh Chí. Anh Chí năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 47 tuổi. 47 ha. Sinh 77. Bỏ nhà đi cụ thể ngày nào? Đi ngày 14 tháng 11. Ngày Năm 14 tháng 2003, 23. là ngày âm hay ngày ngày tây Ngày ạ? âm, Ngày ấy, dương, ngày ngày dương, dương. Ngày dương tháng 11 mà hiện tại bây giờ là ngày 15 tháng 2 rồi. Rồi. 3 tháng Hơn trời, 3 tháng. 3 4 tháng trời rồi. Rồi, 3. Trước kia thì anh có bỏ đi nhà đi như vậy không? Cũng có thỉnh thoảng đi đi, nhưng mà đi đi 5 7 bữa về. 5 7 hôm là về. À. Và lần này là đi lâu nhất. Lâu lâu có nghĩa là không biết đi lạc hay đi bị bắt đâu mất rồi. Chú là được mấy người con? Được 3 người con. Anh Chí là con thứ mấy trong gia Anh đình Chí chú? là con thứ hai, con lớn nhất. À, gọi là anh cả hả? Anh cả. Vậy là anh cả là có gia đình chưa? Chưa. Chưa hả? Bị bệnh tâm thần thành ra chưa có gia đình được. Chú cho con hỏi là anh bị lâu chưa? Bị lâu. Anh bị lâu, bị như vậy lâu chưa? Bị lâu rồi ha, cũng hai mấy năm à. Vậy là năm nay 47 tuổi, hai mấy năm thì hai mấy tuổi đã bị rồi. Hai mấy tuổi bị. Chú, cô chú có thể chia sẻ là tự dưng anh bị hay là có cú sốc nào không mà anh bị như vậy? Bị uống rượu. À, nhậu. Cần sa. Nhậu, Đừng nhậu. có nói cần sa. Nhậu. Nhậu. Dạ, nhậu là bị ạ. Dạ. Vậy rồi thì là cô chú là người nuôi. Từ khi bị cho tới bây giờ là cô chú là người nuôi, là người chăm sóc. Rồi. Cô chú đã đưa anh đi bệnh viện nào chưa? Nó trước nó có bị bắt ra Bình Dương 10 năm. Bắt làm gì ạ? Bị bắt rồi Uống cai rượu. À. Ở Bình Dương tâm thần nè, bệnh viện tâm À. thần Nó có cái bệnh ở Tân viện Nguyên á. Dạ. Tân Nguyên, nhưng mà nó có cái trại, cái chỗ mà bệnh viện chuyên trị người tâm cai thần rượu à? á, À, cai cai rượu là ngoài này cái gì chút đó, cái gì đó. Dạ. Chỗ Bình Dương nè, chỗ gì trong ấp Dương Ương á. Rồi sau khi về nhà thì mình có điều trị thuốc men gì không Về cô nhà chú? vẫn uống thuốc bình thường. Tới cái thời điểm bỏ đi có uống thuốc không ạ? Thì bây giờ đi đi là đâu Không, cái lúc mà tới cái thời điểm mà có bỏ đi uống hàng có uống, ngày, nhưng mà nhiều khi nó giấu nó không uống. Ồ, tại vậy là vì để thuốc á, mà cũng vì như để không nó uống. uống, thì khi nó là biến uống á. À, vậy là cô chú tự đưa thuốc cho anh, còn anh uống hay không là mình không biết đúng không? Còn anh có nấu cơm ăn được không? Được được hết trơn. Nấu cơm là đồ ăn được hết, tự sinh hoạt cá nhân được, tự nấu được cơm được. được ha. Anh có bị dấu hiệu lên cơn không? Không, không có lên cơn, Không có lên không cơn. có la lối hết trơn. Nhưng mà cái lúc mà muốn đi là chắc có lẽ là lúc đó lên lên cơn á, là muốn đi đó. Rồi về nhà anh có nhậu nữa không? Không, không có uống rượu. Vậy là đi cai về cái là bỏ luôn. Bỏ nhậu luôn. Bỏ luôn. Có là có hay kể lại ba mẹ không? Thỉnh thoảng lâu lâu thỉnh thoảng lâu lâu rồi ổng cãi cũng ít thôi, 1 2 tiếng à. Trong quá trình 3 4 tháng trời qua thì cô chú đi tìm anh ở đâu rồi? Tìm mà ra ra Bình Dương này nè, chỗ ấp Dương Ương á, Dạ. Tân Nguyên á. Mình có một cái tin tức gì không? Không có luôn, chưa có, chưa có một cái tin tức thông tin manh mối gì hết. Tới giờ phút này thì cô chú sợ nhất điều gì? Sợ nhất là sợ bị bắt đưa qua Trung Quốc bán tim bán gan gì đó. Cái đó thì chắc là không có đâu. Chỉ sợ rằng anh không, trong một cái thời gian dài mà anh không có thuốc điều trị rồi anh đi lang thang lung tung thôi. Cái sự việc này mình đã báo cơ quan chức năng công an nhờ sự trợ giúp chưa? Chưa. Sau hôm nay thì gia đình nhà mình về mình trình báo cơ quan chức năng để nhờ sự trợ giúp nhá. Rồi. Bây giờ là cô chú rất sợ rằng anh có thể là gặp những cái điều không hay đúng không ạ? Đúng rồi. Và đặc biệt rằng là trong 3 4 tháng trời là không biết ăn uống ra sao, ngủ nghỉ như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi. Tắm rửa vệ sinh
rất nhiều điều đúng không ạ? Sợ rằng là một cái khoảng thời gian rất dài không có thuốc để điều trị, có khi là dấu hiệu bệnh ngày một sẽ nặng hơn. Rồi cứ đi đây đi đó, đi lang thang, đi này đi kia, ngủ bờ ngủ bụi. Cô chú là lên xe lúc mấy giờ ở Đồng Tháp lên đây? À, 4 giờ. 4 giờ sáng. Mấy giờ mới lên tới nơi? 8 giờ, 8 mấy, 8 rưỡi. Mình nãy tới đây là 8 rưỡi. Ừ. Cô chú thấy hôm nay đông không? Đông. Đông đúng không ạ? Ừ, đông. Đầu xuân năm mới mùng 6 Tết mà rất đông. Đông là tại vì cũng như khai trương mới đi, mùng 6 mới đi. Đúng ra là anh em chưa có làm việc đâu. Ừ. Nhưng mà bà con cô bác gọi rất nhiều cho số hotline của anh em á. Ừ. Nên mà thôi biểu anh em không có đi chơi Tết nữa, để bớt chút cái thời gian để giúp đỡ mọi người, tìm người thân. Thật sự từ sáng giờ thì rất nhiều câu chuyện, tìm vợ, tìm chồng, tìm con nhiều lắm. Và đặc biệt là anh em thì rất thương những người ở xa, đặc biệt là những người lặn lội ở các tỉnh như miền Tây. Miền Tây mà đầu xuân năm mới mà lặn lội một quãng đường rất xa về đây thì anh em rất thương. Trên cái video này chú có điều gì muốn tâm sự với con của chú? Chú nói đi. Hy vọng rằng là anh sẽ xem được, hoặc bạn bè anh sẽ xem được, hoặc cô chú anh chị nào thấy được. Để xem được rồi tìm báo tin cho mình rước về. Chú nhớ con. À. Chú nhớ nhiều không? Cũng nhớ. Chú nói đi, chú nói với con trai của chú đi. Chú nhớ nhiều lắm. Tết vừa rồi gia đình nhà mình ăn Tết có vui không? Không vui. Sao có vui hai, được? Có hai người. Có hai người ha. Còn hai con kia của cô chú đâu? Bình Pháp á. À, Bình Pháp hả? Lập gia đình bị Pháp hết rồi. À, ờ, vậy là cái tuổi xế chiều, tuổi già rồi, bây giờ còn có hai ông bà hù hỉ. Còn đặc biệt là còn một người con thì lại đi biệt tâm biệt tích, không biết ở nơi nào ha, buồn ha. Tết vừa rồi là hai ông bà cứ đi vô đi ra là nhìn nhau vậy thôi. Rất buồn. Cô này, mẹ là người, có thể rằng là chú là người ba, người cha. Tình cảm có thể là chú giấu trong lòng, chú ít khi nói ra. Nhưng cô nói đi, một điều gì đó tình cảm nhất gửi đến con trai của cô. Như bây giờ là ví dụ con ở đâu có người biết thì con về. Như mẹ, chứ mẹ không yên lòng, ngủ không được. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự mà nói thì đầu xuân năm mới mà anh em ghi nhận rất nhiều trường hợp về đây rất là nghẹn ngào. Đặc biệt trước mặt quý cô chú anh chị đang xem là hình ảnh của một người mẹ năm nay là 70 tuổi ha. Cô 70 rồi ha. Tới giờ phút này thì nước mắt thì đang đầm đìa. Tết vừa rồi thì gia đình cũng chẳng có gì gọi là vui. Và cái nỗi lòng, cái nỗi niềm của người mẹ, người cha là mong muốn làm sao tìm sớm được con, mà đặc biệt rằng là con trai của cô chú lại có dấu hiệu bệnh tâm thần, không được như người bình thường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình nào có cái nỗi niềm riêng hết. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất con trai của cô chú sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, để cô chú tiếp tục điều trị cho ảnh. À, nếu ai thấy thông tin của anh trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa anh trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, cũng như là cho cô chú điều trị để mong anh sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô chú thì anh em đã ghi nhận, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Tất cả mọi người về đây anh em đều giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô chú nhá. Thì hôm nay cô chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Tôi đồng ý. Dạ. Cuối video này thì con chúc cô chú về Đồng Tháp thượng lộ bình an và thật nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt nhất là con trai của cô chú quay trở về một ngày gần nhất đoàn tụ với gia đình cô chú nhé. Dạ. Cô cũng cảm ơn mà cũng như đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cho cô. Như đầu năm cô cũng chúc cho đội Thanh Hải được nhiều sức khỏe, đặng đi làm những điều phước cho tất cả mọi người. Dạ. Cuối video này thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt cô chú gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Kính chúc cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cả đời bình an, và luôn chung tay góp sức cùng với lại đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em xin phép xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.